Dạo gần đây nhà tôi có rất nhiều quý khách hàng hỏi em có cái căn nhà nào giá rẻ xây khoảng tầm 4 đến 5 tầng mà gần với trục đường tuyến đường sắt trên cao, gần với bến xe Yên Nghĩa không thì giới thiệu cho anh chị. Ngay trong video này Ngọc Ánh sẽ trả lời cho quý vị với cái căn nhà này giá chỉ hơn 2 tỷ và với thiết kế 4,5 tầng rất là hợp lý, và với cái tất nhiên là sổ đỏ luôn luôn phải chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Ngõ trực tế trước nhà khoảng tầm 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 150m. Từ vị trí ngôi nhà này ra ở trục đường chính Quang Trung thì nó rơi phạm vi bán kính khoảng tầm 250m và cách với lại bến xe Nghĩa, cách với tuyến đường sắt trên cao 700m. Căn nhà này thông số nhà như sau: diện tích nhà 30m², thiết kế và xây dựng 4,5 tầng, 4,5 tầng. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay theo đúng như hiện trạng, vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉn chu thiết kế 3 phòng ngủ rộng mọi người ạ. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là lớp cửa sắt, và bên ngoài đấy là bên ngoài, còn bên trong là thiết kế lớp cửa gỗ kính. Với mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà 5 tầng 30m thiết kế ra sao. Hướng nhà này là hướng tây bắc, ngoài ra có hướng đông nam nữa quý vị ạ. Và cái giá bán cụ thể thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ ở dưới phần miêu tả, dưới phần bình luận. Bởi vì giá bán thì cũng có từng thời điểm chủ nhà tăng giảm, cho nên Ngọc Ánh sẽ thay đổi và sửa luôn ở đó để cho quý vị có thể nắm bắt được cái giá kịp thời nhất, chuẩn chỉnh nhất. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, với cái phần phòng khách tương đối là rộng. Mặt tiền của ngôi nhà này được 4m, cho nên là thiết kế rất là hợp lý, rất là thoáng. Phần hoàn thiện cơ bản là đều như gần như xong hết rồi. Hồ sơ điện nước xong hết rồi, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Nâng ngoài năng được ở đây là phần phòng khách, chủ nhà có ốp vách PVC ở đây nano cho quý vị, để thiết kế phần không gian phòng khách thêm sinh động, cũng như nhìn nó cũng rất là hợp lý và tinh tế. Đồng thời cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Quý vị anh chị nào mà đang đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì đừng bỏ lỡ căn nhà này ạ. Bởi vì từ vị trí ngôi nhà này đi ra đó rất là gần, rất là thuận tiện. Tuy nhiên với cái căn nhà này thì ngõ không phải là ngõ thông, nó là căn trong cùng. Căn trong cùng thì đôi khi nó cũng tận hưởng được những cái tiện ích khá là hợp lý. Xe cộ mọi cái mình ở trong cùng rồi thì để nó cũng rất là ok quý vị nhá. Đây là phần không gian phòng bếp. Với cái diện tích 30m thì thực ra ấy, không thể đòi hỏi được rằng là phải phòng bếp riêng, phòng khách riêng, rộng rãi thì nó cũng hơi khó. Đây gọi là chủ nhà thiết kế cho quý vị tối ưu công năng sử dụng. Quý vị nào đang có những mảnh đất 30, 31, 32m mà chưa biết thiết kế như thế nào cho hợp lý thì có thể tham khảo cái mẫu nhà này. Hoặc bên nhà bên Ngọc Ánh cũng có liên kết với đội kiến trúc sư và liên kết với đội xây nhà, thì cũng gần như là chọn gói cho quý vị từ thiết kế cho đến xây nhà chọn gói cho quý vị nhé. Đây là phần không gian phòng bếp đây. Toàn bộ tủ bếp thiết kế xong hết cho quý vị, hồ sơ điện nước xong hết rồi. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite. Thiết kế hoàn thiện, chỉn chu, công năng đáp ứng cho một hộ gia đình quá là đầy đủ. Ngoài phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi quý vị nhé. Đó. Phần ngăn cách giữa phần cầu thang và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một cái bức lam gỗ. Đó, tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế cho quý vị ở đây. Đó, toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc thì ốp đá granite. Và Ngọc Ánh xin trân trọng kính mời quý khách hàng lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế nó sẽ giống hiện tại cái tầng Ngọc Ánh đang quay cho quý vị. Đây là tầng 2. Thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ được lát sàn gỗ, có ban công mở cực kỳ là thoáng, hướng được ra phía bên ngoài. Ban công mở thực tế chứ không phải là ban công giả quý vị nhé. Trong phòng ngủ thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần phòng ngủ tầng 2. Phòng vệ sinh đây rất rộng, ốp gạch lên trên tới tận trần, cửa sổ thông thoáng, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá, bồn cầu liền khối. Ở đây điện sử dụng là điện lực EVN Hà Nội, nước thì là sử dụng nước sạch Sông Đà, và ở đây thì hồ sơ điện, hồ sơ nước làm đã xong hết rồi, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh tiến lên khám phá các tầng phía trên. Với tầng 3 và tầng 4 thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2.
Đó. Thông, thoáng, giá rẻ cho một ngôi nhà gần như thiết kế là 5 tầng. 4 tầng, 1 tum, 1 sân phơi. Đầy đủ công năng, đầy đủ chi tiết, 3 phòng ngủ rộng cho quý vị. Đó. Đây. Thiết kế hợp lý không ạ? Quá là hợp lý luôn. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây ạ. Tầng 4 cũng thiết kế tương tự như thế này quý vị nhé. Và Ngọc Anh mời quý vị lên khám phá tầng cuối cùng. Và với tầng 5 của ngôi nhà được thiết kế cho quý vị như sau. Ngọc Anh đã chia sẻ rồi. Cái công năng sử dụng của một ngôi nhà 30m thiết kế thì như thế nào? Thì đây ạ, trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị, đây là phần phòng thờ. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên đến 5 đây, tay vịn đều bằng gỗ hết. Và đây là phần sân phơi siêu rộng của ngôi nhà. Wow, rất là rộng. Hướng nhà Tây Bắc. Ngoài ra ở đây có hướng Đông Nam. Ngoài ra ở đây có hướng Đông Bắc. Nên quý vị hoàn toàn yên tâm, nhà đủ hướng cho quý vị lựa chọn. Giá bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà gần tuyến đường sắt trên cao Cát Linh này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.